động trước ha. Về động thì bây giờ sẽ chia nhóm. Bây giờ tất cả xếp thành hình tròn cho thầy. Mình sẽ di chuyển nha. Bắt đầu từng hàng nha. Rồi hàng từ bên trái thầy, từ bên phải của con á, sẽ đi trước nắm tay nhau thành một vòng tròn cho thầy. Rồi bắt đầu di chuyển. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
rưỡi. Cái này 1, 2, 3, 3 ô. À còn bên kia dài kìa. 1, 2, 3, 4, 5 xíu à. Vậy là số 3 nè. Số 1, số 2, số 3. Rồi, xếp hàng. 14 của con hay lên trường đó. Thì hôm nay bộ môn cam lên cát thì có tổ chức chương trình trung thu vui chơi và ăn cho tất cả các con. Thì hôm nay thì chương trình trò chơi của chúng ta là bây giờ là đã đến chương trình ăn uống ha. Thì bây giờ tất cả mình ăn và uống nước ngọt tại chỗ, không di chuyển để tránh bị đổ nha. Rồi tất cả có đẹp không? Hay quá à. Đổ ra ngoài, đổ ra ngoài, xong đổ ra ngoài, đổ ra ngoài, đổ ra ngoài.